Thân chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay cô Trần Phương Loan, giáo viên tiếng Hàn Quốc, Trung tâm tiếng Hàn Quốc Thành Phố Uy sẽ giới thiệu 11 vạch trên tiến trình cho các bạn. Và cô Loan xin gửi lời chúc mừng tới tất cả các bạn đã vượt qua hai vòng thi đầy khó khăn. Và khi mà chúng ta thi đỗ rồi thì chúng ta sẽ lập tiến trình. Và một số bạn chưa hiểu được từng bước trong tiến trình, cô Loan sẽ giải thích chi tiết về 11 vạch trong tiến trình của các bạn nhé. Vạch 1 là báo điểm cuối cùng ấy, qua hai vòng thi vòng 1 và vòng 2. Vạch 2 là Trung tâm Lao động Ngoài nước gửi hồ sơ của các bạn sang bên Hàn Quốc. Và vạch 3 thì đây là vạch rất là quan trọng, sẽ xảy ra hai tình huống. Tình huống 1 là hồ sơ của các bạn đạt tiêu chuẩn, đúng không? Tức là hồ sơ của bạn trùng khớp với dữ liệu thì sẽ được chấp nhận. Thì các bạn đủ điều kiện để giới thiệu cho các công ty đến các đợt cấp phép thì tuyển dụng các bạn, lựa chọn các bạn. Và nếu trong trường hợp vạch 3 xảy ra tình huống 2 là hồ sơ của chúng ta không đạt thì sẽ bị trả lại. Và khi đó các bạn bình tĩnh, cái việc mà hồ sơ bị trả lại này thì cũng có một số đã từng bị, có những bạn bị đến 4-5 lần. Thì khi hồ sơ bị trả lại thì Trung tâm Lao động Ngoài nước sẽ kiểm tra bị sai cái dữ liệu gì thì Trung tâm Lao động Ngoài nước sẽ sửa và gửi đi sang Hàn Quốc. Có những cái trường hợp mà bị sai ảnh thì khi đó Trung tâm Lao động Ngoài nước sẽ báo với Sở Lao động địa phương và Sở Lao động sẽ liên lạc với các bạn để các bạn gửi ảnh cho nó phù hợp. Thì khi đó Trung tâm Lao động Ngoài nước nhận được ảnh thì lại scan ảnh và gửi sang Hàn Quốc. Có những bạn bị gửi hồ sơ 4-5 lần nhưng người ta cũng vẫn được đi Hàn Quốc bình thường. Nên nếu không may hồ sơ của các bạn mà bị trả lại thì các bạn cứ bình tĩnh. Và việc sửa hồ sơ này thì không ai có thể sửa được cho các bạn, chỉ có Trung tâm Lao động Ngoài nước hay là cơ quan có thẩm quyền để sửa cho các bạn, được chưa? Và vạch thứ tư, khi hồ sơ của các bạn ở vạch 3 mà được chấp nhận rồi, đủ điều kiện để giới thiệu cho chủ, thì đến vạch số 4, khi có đợt cấp phép thì các công ty sẽ nên đến Kojung Center, trung tâm tuyển dụng để tuyển chọn các bạn. Nếu như vạch 4 mà xuất hiện chữ here thì tức là các bạn đã được tuyển chọn. Madison thì tức là các bạn cũng đã được giới thiệu cho chủ nhưng tức là đang còn xem xét. Bao giờ nó xuất hiện chữ here thì các bạn mới là được tuyển chọn nhé các bạn nhé. Và vạch số 5 thì các bạn sẽ được cấp giấy phép. Các bạn đã hiểu chưa? Vạch số 5 thì các bạn được cấp giấy phép tuyển dụng, thì tức là các bạn được cấp phép để có thể làm việc ở Hàn Quốc. Và vạch số 6 thì chuyển hợp đồng lao động, tức là HRD, đúng không? Hàn Quốc Sanao Bin Nhau Công Tan sẽ chuyển hợp đồng của các bạn sang Trung tâm Lao động Ngoài nước. Và phía Việt Nam thì sẽ đại diện, sẽ ký hợp đồng cho các bạn. Vạch số 6 ấy, là vạch chuyển hợp đồng, thì đó là phía Hàn Quốc HRDK chuyển hợp đồng sang Trung tâm Lao động Ngoài nước. Các bạn theo dõi tiến trình khi hồ sơ của chúng ta lên vạch 6, tức là vạch chuyển hợp đồng, thì các bạn đi làm lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp nhé. Lý lịch tư pháp của các bạn là mẫu số 1. Lý lịch tư pháp hiện nay là có thời hạn trong vòng 3 tháng các bạn ạ. Và vạch số 7 là phía Việt Nam thì sẽ ký hợp đồng, được chưa? Thế nên là nhiều bạn là chưa thấy ký hợp đồng thì cứ lo lắng. Thế vạch số 7 là phía Việt Nam, vạch số 6 là phía Hàn Quốc, vạch số 7 là phía Việt Nam. Và khi các bạn lên vạch 7, tức là vạch ký hợp đồng lao động, thì Trung tâm Lao động Ngoài nước sẽ xếp là các bạn đi học định hướng trong thời gian 2 tuần tại các cơ sở Trung tâm Lao động Ngoài nước sắp xếp cho các bạn. Và vạch số 8, sau khi phía Việt Nam đã ký hợp đồng rồi, thì vạch số 8 là vạch xin cấp lệnh cấp CCVI. Thì khi xin lệnh cấp CCVI, tức là lệnh cấp visa, là chủ sử dụng sẽ chuẩn bị hồ sơ nộp lên Cục Xuất nhập cảnh, và Cục Xuất nhập cảnh sẽ thẩm tra hồ sơ của các bạn. Tức là ông chủ sử dụng của các bạn phải chuẩn bị hồ sơ để nộp cho Cục Xuất nhập cảnh. Và khi nhận được hồ sơ thì Cục Xuất nhập cảnh sẽ thẩm tra hồ sơ. Thẩm tra hồ sơ như thế nào? Thì trước tiên là để cấp được CCVI cho các bạn thì người ta phải thẩm tra các bạn, chính các bạn, xem các bạn có trước đây có vi phạm luật của Hàn Quốc hay không. Nếu các bạn mà vi phạm thì các bạn cũng không được cấp lệnh cấp visa.
mà với lý do là lỗi của người lao động mà không được cấp lệnh cấp visa thì các bạn không được nhập cảnh vào Hàn Quốc theo chương trình IPS, chương trình visa E9. Nhưng cũng có trường hợp không phải lỗi của các bạn mà lỗi của công ty, ví dụ công ty của các bạn có vi phạm luật gì đó, ví dụ là trước đây đã tuyển dụng người lao động nước ngoài nhưng mà mắc lỗi gì đó không đạt yêu cầu thì bây giờ cũng không được cấp lệnh cấp visa tại vì đã vi phạm trước đây. Thì khi đó công ty vì lỗi của công ty mà không được cấp lệnh cấp visa, nếu do lỗi của công ty mà không được cấp lệnh cấp visa CCVI thì công ty không được tuyển dụng các bạn, thì công ty phải hủy các bạn, thì các bạn lại trở về Ba Vạch và công ty khác lại tuyển chọn các bạn. Và khi công ty khác mà tuyển chọn các bạn thì lại phải làm các thủ tục từ vạch 4, đúng không các bạn? Từ vạch 4 cho đến vạch 8 là công ty khác cũng phải đi xin lệnh cấp visa cho các bạn. Nếu công ty khác mà đạt yêu cầu có đủ tiêu chuẩn để cấp lệnh cấp visa thì khi đó cục xuất nhập cảnh sẽ cấp CCVI, tức là lệnh cấp visa cho các bạn. Khi có lệnh cấp visa cho các bạn thì tức là các bạn đủ điều kiện để nhập cảnh vào Hàn Quốc. Thì khi có lệnh cấp visa thì trung tâm lao động ngoài nước sẽ lên đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để xin cấp visa điện tử cho các bạn thì các bạn nhập cảnh vào Hàn Quốc. Lên vạch số 8 là xin lệnh cấp visa là CCVI, là cái vạch vô cùng quan trọng các bạn nhé. Và khi các bạn có lệnh vạch số 8 rồi thì sẽ đến vạch số 9, đúng không? Thì cái vạch số 8 là để đủ điều kiện để đi xin visa cho các bạn, thì vạch số 9 cái dự kiến ngày nhập cảnh của các bạn. Đến vạch số 10 là ngày nhập cảnh thực tế của các bạn. Thì khi các bạn nhập cảnh vào Hàn Quốc thì các bạn cũng chưa đi nằm ngay, đúng không? Các bạn phải đến Nusa 3 ngày 2 đêm và các bạn học ở đó, mở tài khoản, kiểm tra sức khỏe. Và đến vạch thứ 11 là vạch mà các bạn bắt đầu đi làm. Theo cô Loan đã hướng dẫn các bạn từng vạch trên tiến trình của các bạn. Và cô Loan có gửi chi tiết video cho các bạn và cô Loan cũng giải thích từng vạch có hình ảnh. Thì các bạn hãy tham khảo và chúc các bạn thật thành công và sớm sang Hàn Quốc làm việc nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Xin chào các bạn. 눈부신 너의 미소 달콤한 향기 느껴 우리 한 눈나 잦은겼어 미소를 지은 모두 쓰러지고 심지어 나의 마음과 영혼도 빼앗아 갔어 나는 너무 너를 사랑해 너는 너를 사랑해 넌 너는 나의 거라고 말해 나는 너의 거라고 말해 햇빛이 비춘다